bản của ngân hàng nhà nước công bố. Hai là cần dừng ngay việc lấy đất ruộng lúa để làm khu công nghiệp, khu chế xuất, làm sân gôn, làm khu du lịch. Công luận cho biết mỗi năm cả nước mất đi 72.000 hectare đất nông nghiệp mà phần lớn đều là các bờ sôi ruộng mật. Với tư cách của nhà khoa học, tôi xin thưa có một khái niệm mà mọi nhà lãnh đạo cần hiểu rõ, đó là có một loại đất gọi là đất có cấu tượng. Đó là loại đất mà chất mùn do vi sinh vật tạo ra đã liên kết đất lại thành các viên có kích thước vừa phải, không nhỏ như đất sét, không lớn như cát, nhờ đó mang lại độ phì nhiêu cho đất vì tạo nên các khe hở giữ nước, giữ không khí, giữ chất dinh dưỡng cho đất. Muốn có đất có cấu tượng phải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm bê tông hóa hoặc lấy cát lấp lên hoặc là lấy cỏ trồng lên, là một hành động thiếu trách nhiệm đối với muôn đời con cháu. Không phải không có lý do mà bên Trung Quốc người ta quy định muốn chuyển đổi mục đích sử dụng của 5 mẫu Trung Quốc, tức là tương đương 1/3 hecta, bắt buộc phải được sự chấp thuận của Quốc vụ viện, tức là Chính phủ Trung ương. Bao giờ chúng ta chấm dứt được việc để các nhà đầu tư tự đi tìm địa điểm và chiếm dần hết các loại đất nhất đẳng điền ven các quốc lộ, tỉnh lộ ở hai châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, dẫn đến việc bần cùng hóa một số lượng lớn nông dân mất đất mà chưa hề chuyển đổi khả năng lao động bởi vì rất khó. Đấy là chưa kể đến việc đền bù đất rất thấp để sau đó đổ cát xong bán lại cho nhà đầu tư với giá rất cao, làm dân chúng rất bất bình.